Thưa quý vị và các bạn, vụ hè thu năm 2021, huyện Bình gieo cấy 2.200 ha lúa nước, trong đó có 900 ha trà sớm. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được 400 ha, giữ ước năng suất đạt 51,7 tạ trên 1 ha. Ngay từ đầu vụ, cùng với việc tập trung tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy và cơ cấu giống, huy động gia quân làm thủy lợi và cung ứng giống phân bón chất lượng để bà con chủ động sản xuất, huyện Yên Bình còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn tiếp tục duy trì và mở rộng dự án phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gạo đặc sản Bạch Hà, lúa nếp lách xã Bảo Ái, đồng thời chủ động phối hợp với công ty Yên Phú tập trung sửa chữa, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, áp dụng tưới luân phiên, tiết kiệm nước và tăng cường theo dõi đồng ruộng để phòng trừ sâu bệnh. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các xã trên địa bàn huyện đang khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa hè thu. Đến thời điểm này, toàn huyện Yên Bình đã thu hoạch được 400 ha lúa hè thu, dự ước năng suất đạt 51,7 tạ một hectare.